Rồi bây giờ đến phòng kinh doanh. Phòng kinh doanh có hai cái nhiệm vụ cập nhật dữ liệu. Một là cập nhật dữ liệu không phải do phòng marketing chuyển qua, mà dữ liệu này thì mua hay là làm gì đấy. Thì dữ liệu khi mà chúng ta có được thì chúng ta sẽ phải xử lý đấy, và đưa vào theo các cái cột tương ứng như này đấy. Copy dán vào, copy dán vào, copy dán vào, copy dán vào ha. Đấy. Đối với cái dữ liệu này sau khi xử lý như vậy rồi chúng ta bắt buộc phải cập nhật chúng ta mới sử dụng được nhé. Còn chúng ta chỉ bỏ vào đấy là chúng ta chưa sử dụng được. Đấy. Thì sau khi chúng ta đã xử lý xong rồi á thì chúng ta sẽ chọn tùy tùy vào cái dữ liệu mà chúng ta nhớ này, chọn từ cột K, từ cột B cho đến cột K ha. Đấy. Còn dòng thì mọi người chọn bao nhiêu dòng là tùy. Đấy. Ví dụ như ở đây chúng ta chọn một dòng thì chúng ta quét quét chọn một dòng. Đấy. Chúng ta đúng bấm nút cập nhật. Rồi, dữ liệu được ghi thành công. Còn nếu như chúng ta muốn chọn hết thì chúng ta sẽ chọn chọn hết ha. Cập nhật một lần. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn hết. Nhớ là phải chọn từ cột K, cột B đến cột K nhé. Chúng ta sẽ bấm nút cập nhật. Đấy, dữ liệu được ghi thành công. À, sau khi dữ liệu được cập nhật rồi á thì cái công việc thứ hai của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ phân chia nhiệm vụ cho nhân viên, nhân viên của mình. Thì ở đây á đó chính là phần share data. Ở đây thì dữ liệu sau khi mà chúng ta đã được xử lý thì tất cả đều nó qua đây hết ha. Tất cả đều qua bên file admin hết. Sau đó nó sẽ ở đây thì nó sẽ cũng như thế này. Dữ liệu có hai nguồn, một nguồn do chính nhân viên, do chính ông phòng kinh doanh tạo ra, tức là đi mua bán đâu trên mạng hay là gì gì đấy. Một phần là do marketing đưa qua. Hai nguồn này kết hợp lại đấy, nó sẽ được trả về đây đấy. Marketing phân bổ cho phòng kinh doanh nào thì phòng kinh doanh đó sẽ được nhìn thấy. Sau đó nhiệm vụ của phòng kinh doanh ở đây là chúng ta sẽ phân bổ nhân viên. Đấy. Đây là nhiệm vụ này. Đấy, chúng ta chọn chọn Lê Văn Hưng. Đấy. Trần Xuân Mạnh, Lê Văn Hưng tùy ha. Chúng ta có thể phân chia rất là nhiều. Đấy, tùy tùy cách mà mọi người sẽ rồi. Vân 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 mọi người tùy vào dữ liệu chưa phân bổ thì mọi người phân bổ ha. Sau khi mọi người phân bổ xong rồi bắt buộc cũng phải cập nhật thì chúng ta mới sử dụng được. Còn chúng ta đang cập nhật như vậy thì anh kinh doanh, anh nhân viên anh chứ nhìn thấy đâu. Đấy. Chúng ta sẽ phải quét tròn từ cột đấy, chúng ta sẽ quét tròn sau khi phân bổ chúng ta quét tròn đến cột là cột M nhé. Nhớ này, chúng ta chọn đến cột M và chúng ta bấm vào cập nhật thì lúc này dữ liệu nó sẽ được cập nhật. Đấy. Dữ liệu được cập nhật thì bắt đầu anh nhân viên anh sẽ thấy đấy, anh nhân viên anh sẽ thấy đấy. Thì bây giờ á khi mà chúng ta đưa cho anh nhân viên rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần đấy, có một cái phần đó là phần báo cáo đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ qua bên file admin, chúng ta sẽ nhìn bên bên đây đấy. Dữ liệu sau khi cập nhật nó sẽ qua bên này này đấy. Khi mà qua bên này rồi á thì bắt đầu anh nhân viên ở đây mình sẽ mở cái file phòng nhân viên lên. Thì ví dụ như Lê Văn Hưng sẽ được nhìn thấy dữ liệu ở đây. Thì hàng ngày khi mà chăm sóc khách hàng thì nhân viên sẽ cập nhật vô đây ở cái vùng màu xám màu đen này. Thì khi mà cập nhật vào đấy thì dữ liệu nó sẽ quay trở về cái phòng đấy, mình sẽ bỏ cái này đi đấy. Tức là khi mà nhân viên báo cáo thì nó sẽ được tự động trả về, nó được tự động trả về đây ha. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta trong phần report chúng ta không không phải làm gì mà chúng ta chỉ xem cái phần phần báo cáo chăm sóc khách hàng của nhân viên thôi. Đấy. Chúng ta sẽ không phải làm gì hết rồi. Đó là phòng phòng kinh doanh đấy, như